gì trông như hoa tang thế? Mày định rủa chết tao à? Đeo lên trông ok mà. Cái này là tao đặt riêng cho Pu đấy. Đúng là chỉ có mày ấy. Tao làm sao? Chỉ có mày mới nghĩ ra được những ý tưởng độc đáo như thế này. Hoa đẹp đấy. Đẹp mà. Thế Pu hẹn tôi ra đây có chuyện gì muốn nói nữa không? Tao có chuyện cần giao kèo với mày. Gì? Pu chỉ cần làm vợ tôi thôi, cái gì tôi cũng gật. Tao vẫn muốn đi học đại học. Biết ngay mà. Riêng ở đây không được. Thì bây giờ tao với mày sẽ làm một cái lễ hứa hôn. Bao giờ tao đi học về, tao sẽ làm vợ mày. Thật mà. Điều Pu lừa tôi đúng không? Làm gì có đứa con gái nào rời bản xong quay về đâu. Chúng nó làm vợ người kinh hết rồi. Mày không tin tao chứ gì? Đã thế á, tao không. Không gì? Không làm sao? Ý tao là tao không nói nữa, mà tao sẽ dùng hành động để cho mày phải tin tao. Thế bên này hay bên này? Nghiêm túc đi. Mày đưa tao đi mua một ít đồ ở dưới chợ huyện. Thật á? Nhớ sáng mai qua đón tao đấy. Ok. Mưa rơi ướt áo ướt quần nhưng không ướt nổi tinh thần dân chơi, đúng không anh em? Được. Vì câu nói của nó vô một cái 2, 3 vô. Mấy anh em thấy tao xoay chuyển tình thế nhanh không? Đỉnh Phan Xi Măng ấy, cũng phải cúi đầu chào thua à? Ôi chúng mày ơi, tất cả ấy đã được thằng Trải nó tính cả rồi, còn Pu ấy nó dính cả thính cả môi. Mà đỉnh nhất ấy là mày dám mày làm cái gì cả? Trông chân gắt thế kia cơ mà. Đúng. Đừng có mừng vội. Tao không tin là con Pu nó lại thay đổi nhanh như thế đâu. Nhất định nó sẽ giở trò gì đấy cho mà xem. Kìa bố, cuộc sống cả nhà Pu đang nằm trong tay nhà mình, thì nó còn giở trò gì nữa à? Cứ để xem. Mày mới chỉ sống mười mấy năm trên đời thôi con ạ. Con sẽ chứng minh là bố sai. Để xem. Đây, cầm lấy. Mày chỉ đưa cái tiêu tiền là nhanh thôi. Con xin. Ăn đi. Tiếp. Tôi chào bố mẹ. Từ đầu cứ như thế này thì bố mẹ nó có phải đỡ khổ hơn không? Trải. Mua. Thank you.
mua sắm hơi nhiều nhở? Liệu có phiền quá không? À, không, phiền gì. Thế này đã nhằm nhỏ gì đâu. Yên tâm. À, theo tao. Đi đi, theo tao, theo tao. Chào hai em, mời em vào mua đồ. Bản mình có cửa hàng to như thế này á? Cửa hàng này chỉ dành cho khách VIP thôi. Lấy hết cho em. Lấy cả đống này nhé. 1, 2, 3, 4. Tối nay phải hàng nhập không ấy? Hàng này chuẩn hàng nhập luôn. Lấy luôn. Em đang sắm đồ cho vợ để chuẩn bị cưới. Gói lại hết cho em nhá. Thôi đủ rồi, em không lấy đâu chị. Đi ăn đi, tao đói rồi. Còn trò gì nữa không? Diễn nốt đi. Pu không muốn lấy tôi đến thế cơ à? Nếu Pu không muốn thì Pu cứ nói. Không thích. Tao không thích. Tôi không tin. Mày đúng là đĩa. Sai hơn cả con đĩa. Mày ghét tao lắm đúng không? Mày muốn lấy tao về bằng được để hành hạ tao chứ gì? Không. Tôi muốn lấy Pu về để yêu thương. Pu muốn tôi làm gì cũng được, ngoại trừ việc ngừng yêu Pu.